cũng tập tới. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Và ngày hôm nay thì được em Nhân giới thiệu thì về một cái hoàn cảnh của chú này. Một mình chú thì phải nuôi 3 thành viên trong gia đình. Trong đó thì có 2 người con của chú thì bị bệnh về vấn đề thần kinh. Và người vợ của chú thì bị bệnh về não đó cô bác quý anh chị. Và người con của chú thì rất là tội nghiệp đáng thương. Không biết như thế nào thì trong một lần lặn ở dưới nước để mà móc đất lên á, thì từ đó anh phát bệnh từ năm 16, 17 tuổi. Và cái cuộc đời anh sống là bị gắn liền với những cái nỗi xiềng xích ở trong cái ngôi nhà như thế này nè. Cuộc đời của chú thì rất là khó khăn luôn. Và để tìm hiểu thêm điều đó thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nghe chú chia sẻ về cái cuộc sống của gia đình của mình như thế nào, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ cho gia đình của chú một phần nào để vượt qua khó khăn về vật chất và tinh thần như cô bác quý anh chị. Ở phía bên này là chú Tốt, một mình chú phải gồng gánh 3 người, trong đó thì gia đình thì vợ thì bị tai biến này nha, rồi 2 người con thì bị bệnh tâm thần, và đặc biệt là có một cái người con thì giờ đang bị xích chân ở đây. Thì bây giờ mình vào thăm những từng thành viên trong gia đình rồi hỏi rõ hơn về câu chuyện thôi chú Tốt. Dạ. Chú Tốt năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 69. 69 tuổi rồi, bây giờ mình vào ha. Căn nhà đây là đúng là bản chất miền Tây nè. Cái nhà này thì làm bằng nền đất. Nền đất. Và hồi Quán. Xưa đối với mình ấy, có một ký ức rất là rõ đối với những căn nhà như thế này. Là cứ vào cái mùa mưa là đất nó đùng lên, phải dùng búa để dọn xuống nè. Đúng rồi. Nhưng mà cái nhà này nhá, khoảng năm 9 mát cái tinh thần mình cũng y vậy. Tâm lực luôn. Cái này là con thấy là căn phòng của mình á, có hồi xưa là cái mái nó thấp lắm, bây giờ mình sửa lại hay sao vậy? Đúng rồi, cái mái rồi nó phát tốt như này nè. Rồi thường á thấy vậy mới cho cất lại, cho tiền cất lại cái nhà bị chế. Và phía trước mọi người đây là một cái anh trai, thì anh này như thế nào chú có thể chia sẻ cho mọi người được rõ ạ? Nó thì lúc trước nó 16 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi nó mới bị. Lúc trước đó là nó đi móc đất đê cho bao á, đặng tấn đê á. Dạ. Rồi về cái đầu nó bị luôn tới nay luôn. Về cái lỗ lặn mưa cái rồi bị tới nay. Năm nay anh bao nhiêu tuổi hả chú? Nó sinh năm 77. Năm hai tuổi. Bốn mấy tuổi? Năm hai. Anh nói cái gì vậy chú? Có thể dịch. Năm hai tuổi. Mới bốn mấy vậy? Lý do tại sao mà mình xích anh lại? Nó hồi đó ấy nó quậy quá. Nó lúc trước cũng đưa ấy rồi cũng đưa đi thầy bà rồi cũng trị chuyện hết, đưa ra bệnh viện, đi viện tâm thần, đưa qua bển cũng 3-4 lần vậy, rồi về nhà đổ tá đi tá lợi hoài quỷ vậy, đưa bển lần nữa bác sĩ là thôi vậy, tối nó nhà đi, chứ để đưa qua nó cũng tá được nữa, đó về mới tối tới nay. Như chú chia sẻ là trong một lần á đi đi xuống dưới mương, xuống ra ra ngoài sông đặng móc đất vô bao đặng tấn đê á, đó rồi về cái nó lộ lặn ở dưới mương á, nó chậm dưới mương á, đó mới thấy vậy mới đưa đi qua bệnh viện rồi cũng 3-4 lần vậy rồi bác sĩ là thôi về quậy quá thôi về tối vậy. Là tự trầm ở dưới mương luôn hả chú? Đi móc đất vô bao á, về cái đổ trầm lội dưới mương. Trời. Ui. Có một cái nữa là con thấy là hiện giờ anh khá là hiền, nhưng mà đến thì bây giờ mình có ý định là mình tháo dây xích ra cho anh thôi. Không tháo cũng được. Tháo ra cái nó
nó uống nước cái nó mệt, nó sợ chết, cho nên không có dám tháo ra. Anh này anh sợ nước hả chú? Sợ nước. Ờ. Tháo qua nhiều khi rồi nó trứng lên, rồi nó đi quậy ra. Kỳ ha, bao lâu là mình tắm một lần? Trời, nó 4-5 tháng nó tắm lại. Có cái này con chia sẻ nhé, con tiếp cận con nói chuyện nước ra anh có bị gì không? Không, kích động nhiều không? Mời bắt tay ngay đi. Niên xích cái chuyện này là bao nhiêu? Biết tụi em không? Mấy năm gần. Biết không? Không. Biết không? Không. Biết Sài Gòn không? Hả? Biết ở Sài Gòn không? Không. Biết thành phố không? Không. Không hả? Ba tên gì? Công. Công. Cái chân anh bị gì đó? Cái chân bị gì? Cái chân bị gì? Ở đưa thẳng ngồi còn thẳng xuống nha, con thử cái chân bị xích đi. Móng tay. Ôi con móng tay kìa trời. Móng tay rồi trời. Ừ, cái móng tay sao mình không hớt đi chú? Nó không chịu hết, cái chuyện tắm này nọ nó mới chịu hết. Tắm thay đồ nó mới chịu hết. Bao nhiêu lâu mới tắm một lần chú? 4-5 tháng vậy. 4 tháng mới tắm lần. Nó tắm rồi mà không tắm mới chịu tắm. Giờ cái chân lên cho em coi thử đi. Cái này chú con góp ý nha. Chú lấy cái gì vải chú quấn lại. Tại vì đeo như thế này á, có hai việc. Cái rỉ sắt này nè, nó rỉ ra là nó bị tạo ra cái xước là nó bị hồi tử á. Cho nên là chú, hoặc là bây giờ anh hiền rồi, lấy cái vải á, quấn nhẹ nhẹ thôi. Nghĩa là anh có cảm giác giống bị xích cho nên không sẽ không đi đâu được. Chứ bây giờ mình để vậy á, con thấy là chóc da này thấy không? Để lâu là nó tạo ra vết thương á nha. Đúng rồi, xét nó ăn á. Xét ăn. Chìa khóa này là mình lâu lâu mình tháo ra hay mình thay chân không? Cái này là chìa khóa này lâu lâu có tắm rửa mới tháo ra. Trời ơi trời, nó cắn vô xương luôn á. Anh Phong dở cái cọng dây xích dài ra cho mọi người thấy nha. Lấy dây xích cho em coi thử đi anh Tom. Trời. Biết xích. Biết. Mấy chơi hồi đó đứt cái đầu cái kêu cha cha vô buộc lại. Vậy hả? Con cái ổ khóa của mở ra cho nó rộng một khắc ấy, chứ bây giờ nó chặt quá. Tột ra vừa rồi, biết ha, vừa ha, có khó chịu không? Không. Có nghĩa là ảnh vẫn hiền, nhưng mà chú sợ ảnh đi xuống sông tắm uống nước nhiều rồi ảnh hưởng đến ảnh, nên chú phải khóa lại, chứ không có quậy ai trơn á. Đi là không biết đường kiếm. Ừ. Bây giờ ví dụ sợ nước như vậy, có uống nước không? Ha. Anh có uống nước không chú? Uống ví dụ nó ăn cơm nó uống chừng 2-3 ca thì không thấy gì nha. Nó uống chừng 4-5 ca đầu cái nó ba sợ chết. Uống nước nhiều sợ chết. Có nghĩa là anh này anh bị ám ảnh với nước rồi. Ngày nước xưa sợ lắm. Nghe nói ảnh lặn giỏi luôn hả chú? Hồi đó mất đê thì lặn mất đất vô bao quá cũng gọi bị luôn tới này. Cũng làm công việc liên quan đến nước á, móc đất móc sình ở dưới mương ở dưới sông rạch rồi đó. Rồi xong mà không biết sao một lần thì không biết như thế nào mà rồi bị những cái chứng rất là lạ cũng liên quan đến nước. Thật ra thì chú có hỏi thầy bà về tâm linh hay sao không? Có hỏi có thầy bà lại trị mà trị không có hết. Thầy bà nói sao chú? Thì bà trị thì lại trị chứ rồi không có nói gì á, rồi mới đưa bệnh viện rồi bác sĩ mới nói là bị cái bằng tâm thần phân liệt đúng rồi. Tâm thần phân liệt rồi đưa hoài đưa qua bển rồi đâu có về chừng 10 bữa nửa tháng nó tái nữa cứ đưa qua bển nữa rồi cuối cùng bác sĩ là thôi về xây nó phòng tối nhà chứ đưa qua bển rồi về nó cũng vậy nè cô đâu chú. Anh Phong với anh Hồ có thấy là căn phòng này á là chú nhốt anh tạm xích anh như vậy nhưng mà rất là sạch sẽ. Đúng. Thì ở đây có những cái lá nè. Đây, cái tức là cái cách đi vệ sinh của anh nè. Cái lá này thì lót đây cho đi cầu, cho nó ỉa. Còn đá không này nó thoát ra ngoài mưa ngoài. À, cũng anh biết đi đúng chỗ không? Biết. Tức là anh sẽ ngồi trên cái bậc đó đó, chú lót lá dưới đây nè. Đúng rồi. Hay trời. để hỏi thêm một ý nữa rồi mình qua mình thăm hai ba người trong gia đình nữa ha. Anh biết lý do tại sao mà anh sợ nước không? Nước nó là sao mà anh sợ dữ à? Lạnh hả? Lạnh ha? Lạnh. Lạnh lắm ha. Ui.
tay bị tay biến hay là sao, lúc nào run lên chút không vậy, nó nào vậy làm như đó hồi đó qua quán rồi nó uống thuốc này nó vẫn biết sao rồi vậy đâu đó nó run luôn vậy. Bây giờ mình ghé vào mình thăm những thành viên còn lại ha chú, còn những người trong gia đình mình chú có thể chia sẻ cho con được ạ. Dạ. Nhà chú mấy người ạ? Bốn. Dạ. Bốn. Đây là mời chú đi trước ạ. Thì ba con mình. Dạ, mình cho cô hiện giờ là bị bệnh gì chú? Này bị tai biến mạch máu não. Trời. Bữa nay có khách tới thăm cô vui không? Sao? Tôi không biết. Không biết đó nó có được. Hồi đó bị lần trước, bị lần đầu tiên, té đầu tiên á. Rồi về này nọ nói được dẫn tập lấy thực liệu nọ đi cũng được 90 bước mừng rồi. Cái đầu về và bỏ đi tiệm mua đoạn nè. Về từ đó không biết té mấy lần ra về thấy nằm dài ở lần trước rồi. Rồi đi trị về hết nói luôn. Hết nói hết đi luôn, hết tính luôn. Cô có một cái ngôn ngữ đó là một cái giọng cười thôi, gần như là không giao tiếp được bằng cái ngôn ngữ nói với người Việt mình. Cười mà chứ không có cười khóc được nữa. Làm vậy đó. Bây giờ mình hỏi thử qua ý thử thử cô biết không nha, có nhận thức não không nha. Có nghe được không chú? Cô không khóc được. Nghe được nói cũng nhận thức được. Cô không khóc được hay chú? Không có khóc được, cười. Trời ơi. Đó, trời. Chỉ cười thôi. Nãy giờ mình mới tìm hiểu hai thành viên trong ba thành viên gia đình bị bệnh. Thì anh kia thì sức đã là bi kịch rồi. Hôm nay gặp vợ của chú cũng là một cái bi kịch lớn nữa. Thì một lúc chú gồng gánh và mọi người thấy không? Bây giờ cô không nhận thức được gì hết à. Mình hỏi thăm thử. Chú đâu, chồng cô đâu? Cười không ạ? Nước đâu? Bếp. Bếp cơm đâu? Cơm đâu? Đói bụng không? Không. Cô năm nay là bao nhiêu rồi chú? Trên 58 mà nay 44 mấy rồi, 66 mấy rồi. Trên 58. Chú là còn một thành viên nữa, hồi nãy có một anh đi qua đi lại đó, nhưng mà anh đó thì chú có nói là hơi dữ. Mình hỏi nhiều á là mình kích động cái thần kinh ảnh là ảnh đánh á. Như vậy là con thấy nhà chú nó bi kịch này, nói tiếp bi kịch nọ. Cái khó khăn lớn nhất của gia đình mình là bắt đầu từ người này. Từ ai là người lỗ bệnh đầu tiên? Thằng này là đó. Anh Công á. Công. Anh Công rồi tới anh trai. Công rồi tới đó, rồi tới bà này. Một người đã mệt rồi, người thứ hai cũng đã càng mệt rồi. Tới lúc mà người vợ đầu bắt tay gói của mình cũng như vậy. Thì trong ba người đó, người nào mà chú chăm sóc cực nhất? Ba người đó thì có bà này. Còn đó thì tối nó cũng nằm tổng thì chừng đòi ăn cơm thì múc ăn. Còn đái ỉa thì kêu đi dục. Tại sao là... Còn bà này thì đái ỉa kè tới kè lui, phủ cũng kè, đứng đâu có được. Tắm rửa cũng kè ra tắm. Bà này cực nhất. Chú có một cái ghế đúng không? Cái ghế để cho cô ngồi đúng không? Có ghế để mấy em trước mấy ngồi tắm, ngồi đi vệ sinh luôn, có cái ghế. Có. Bị tai biến ha. Rồi chăm những cái cô, những cô nè, rồi hai người anh nè. Rồi hàng ngày chú làm cái công việc gì để mà mình có kinh phí xoay sở mua đồ ăn cho gia đình chú?
thì cũng có cái tiền nhà nước trợ cấp á, cấp hàng tháng á. Được nhiêu chú ha? Hàng tháng thì bài được 600 mấy. Rồi thằng trong đó được 504, cái thằng ăn trước rồi được 450, cũng được triệu mấy rồi. Triệu rưỡi. Triệu mấy cũng mua đồ ăn, nọ còn gạo thì giờ thì tiện cho. Như là khi mà nói tới cái chuyện mà lo toan cái cơ má gạo tiền, ướt nước mắt, chú ướt nước mắt. Cái cảm giác nãy giờ mấy anh em mình có mặt ở đây á, gần như là hỏi thăm về từng thành viên gia đình á, chưa có xúc động. Vì có lẽ là cũng cảm nhận được là cái nỗi khổ nó lâu quá rồi, thấy nó bình thường hóa. Nhưng mà bản thân mấy anh em tụi mình tới đây thấy nó quá bi kịch đi. Bi kịch. Chú ướt lại. Ám ảnh luôn đúng không anh Phong? Con đó. Nói thiệt nha, con ám ảnh từ hồi qua đây gặp cái ám ảnh nụ cười của cô. Lúc mà mình buồn á thì cô lúc nào cũng cười. Có khi nào tôi thấy là mình giận cái cuộc sống mình quá, mình thấy sao mình khổ quá. Trong khi đó người ta ở cái tuổi này người ta được con cháu. Cái bi kịch của chú không những là về kinh tế gia đình nè, mà về tinh thần. Thật ra thì cái áp lực tinh thần nó cực kỳ khủng khiếp. Khi mà một mình chú là gánh chăm sóc á, cái việc mà chăm sóc là hết luôn cái thời gian, không có đi đâu làm được hết à. Nếu như nha, con ra đem đếm. Nếu như có một cái phép màu, ba thành viên trong gia đình sẽ có một người lành bệnh, thì chú lựa chọn thành viên nào trong gia đình mình để mình đỡ cực nhất? Dạ. Mong muốn là vợ. Dạ. Để cùng chung tay mình nuôi hai đứa con. Nuôi hai đứa con. Sao chú không nghĩ rằng là con mình lành bệnh để nuôi ngược lại vợ và chú? Thấy không, rồi đâu thì con thì hết thì nó cũng đi ấy này, nó cũng lo nó, còn ví dụ vợ hết bệnh thì cũng cũng phụ lo với chú, buôn bán rồi nó cũng đỡ. Chú có thể mời anh trai xuống chiều được không? Sợ hả? Có một thành viên ở gia đình nhưng mà chắc lẽ anh em mình cũng không có dám không thôi tại vì đó. Anh sẽ kích động rồi ảnh hưởng tới cái việc là sức khỏe nữa, cho nên là thôi mình tạm chia sẻ. Nhiều quá không được, nhiều quá thần kinh căng. Anh bị căng thẳng á. Anh từng đánh người ta rồi đó, từng đánh hàng xóm rồi đó. Ồ vậy hả? Dạ. Bà chỉ là bị đánh người ta vô đầu vậy đó. Hàng đêm thì chú có ngủ được nhiều không? Hay là chú lo chú cũng ít ngủ lắm. Ngủ đêm ngủ chừng 3-4 tiếng à. Chứ không có ngủ nhiều, ngủ đầu cái 2-3 giờ giật mình dậy rồi hết ngủ luôn. Hình như là nhà chú tài sản là chỉ có chiếc xe đạp lúc nãy mà anh em mình gặp thôi đúng không? Còn ba cái này chú lãnh đồ người ta cho không? Nó chứ không có mua gì á. Chỉ có chiếc xe đạp để di chuyển đạp ở trong cái xã này thôi à? Ta cho không à, chứ không có mua. Vườn nhà chú có vườn rồi nhiều không? Được 2 con mấy ông già cha mẹ cho. Dạ. Bán được mỗi lần bán đến gì được nhiều tiền không chú? Đây, chú trái cây nhãn, á nhãn năm có mùa à. Còn được mấy gốc bưởi á, còn móc mấy gốc bưởi bán cũng lay gai, bán lần cũng được vài 300 năm 700 lâu lâu mới bán, tháng nửa tháng bán lần. Cái nghèo không thì nó đã khó rồi, nhưng mà ngay cả cái bệnh như thế này nó lại càng khó hơn cho chú à. Thật ra nhìn chú là nói chuyện với mình là chú ứa nước mắt đó kìa Phong. Cái ngôn ngữ giao tiếp của cô á, đó là nụ cười. Và có những cái từ thì có thể nói được, và có những cái từ thì không nói được, nhưng mà gần như là cũng tiếp cận được 50%. Cô biết, chú biết cô nói gì không? Không. Nhiều khi nói cái tiếng nghe được tiếng không. Hôm nay thì chắc có lẽ mấy anh em mình ghé thăm nhà chú thì có cái món quà nhỏ coi như là mấy anh em tụi con tiếp sức cho chú để
san bớt cái khó khăn hiện giờ. Đó là muốn qua vật chất cũng không có khả năng nào mà có thể san bớt được cái tinh thần của chú được. Nhưng mà hy vọng rằng là chú mạnh mẽ hơn để nuôi nấng những đứa con của mình. Tương lai gần mọi người thì có thể chú có thể trụ vững được khoảng 5-10 năm nữa, khi mà cái tuổi già nó ập đến, sức khỏe nó kiệt quệ thì gần như là căn nhà này nó trở thành một cái bi kịch. Thì anh Hồ cũng có cái một chút lời chia sẻ thì anh Hồ có thể nói cho mọi người được rõ ạ. Anh cũng giống như Phong vậy đó, thì gặp cái hoàn cảnh của chú á, thì rất là bi kịch, không những là về kinh tế mà về những thành viên trong gia đình á, làm gánh nặng cho chú về cả cái tinh thần lẫn cái sức khỏe luôn. Nên là nữ là hôm nay thì anh em mình đến đây muốn chia sẻ một phần nào khó khăn với cái cuộc sống gia đình của chú. Thì anh thay mặt gia đình của chị Giáng Thu á ở Mỹ để mà gửi cho chú 1 triệu ha, để coi như hồi hướng công đức cho gia đình của chị, cho chị. Dạ, xin phép là cái món quà từ chị Giáng Thu ở bên Mỹ ủng hộ cho gia đình 1 triệu đồng thì con xin phép gửi cho chú ạ. Từ anh Bùi Hồ thì chú cũng cảm ơn chị Giáng Thu bên Mỹ cũng cho. Còn này là cái phần quà là 2 triệu đồng từ anh chị Nguyễn Văn Hòn và cô Tiết Trần ở bên Mỹ, thì xin phép gửi chú thêm 2 triệu nữa. Chú cũng là cảm ơn. Vui à, biết vui. Cô thì không nói được nhưng mà cô chào bằng ngôn ngữ của cô đi ha. Chào tạm biệt cô bác anh chị đi. Dùng ngăn. Ơi, tụi con chúc chú sức khỏe nha. Rồi, dạ. Tôi cũng cảm ơn chú hết. Dạ. Rồi, hy vọng rằng câu chuyện này được mọi người biết đến, thì cô chú anh chị nào có tương trợ thì có thể liên lạc trực tiếp cho gia đình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Con chào bà. Ai thì ngoài ra thì còn một anh nữa, nhưng mà anh này thì hỏi nhiều thì cái thần kinh anh căng thẳng nên thành nữ là mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem nha. Đó, anh cứ đi vậy đó. Bốn thành viên thì ba thành viên đều bị bệnh hết à. Anh này anh sợ quay phim rồi anh trốn rồi. Anh lúc nãy anh đứng ngoài trước á, bây giờ anh đi qua ngoài sau rồi. Ghế mà cô Hằng chú tắm vệ sinh cho cô ở đây đó hả? Đúng rồi. Chú tự chế luôn hả chú? Cái này của hồi đó dì Mười tổng thì cũng bệnh tai biến á. Dạ. Đó rồi mới xin về. Rồi bà mất rồi mới xin về để nó. Là cô tắm rồi vệ sinh là trên cái ghế này luôn. Đúng rồi, tắm rồi vệ sinh đây có cái thao á. Dạ. Ôi, mà giờ thấy bi kịch, chồng chắc bi kịch rồi.